Cuốn sách Bạn là triệu phú, cẩm năng chọn nghề, hành nghề đầu tiên tại Việt Nam đã được giới thiệu đến đông đảo thanh niên, sinh viên và doanh nghiệp tại thành phố Hồ Chí Minh. Cuốn sách Bạn là triệu phú, công cụ chọn nghề, hành nghề, tập hợp kinh nghiệm từ các nhà quản lý nhân sự, quản lý cấp cao nhằm giúp người lao động và nhà tuyển dụng xác định năng lực, kỹ năng phù hợp với tiêu chuẩn công việc, chức vụ. Đây cũng là công cụ giúp các bạn trẻ Việt Nam tự tin vào khả năng triệu phú của bản thân khi đã được trang bị đầy đủ thông tin, nhu cầu thực tế của doanh nghiệp. Việc sử dụng người, tuyển người thì luôn là khó khăn. Khó khăn ở chỗ là các em học sinh, sinh viên khi ra trường họ không có biết gì về thực tế doanh nghiệp hết. Mà yêu cầu của doanh nghiệp thì luôn luôn là yêu cầu về hiệu suất làm việc rất là cao. Chính vì thế mà Bạn là triệu phú, công cụ hành nghề cho nghề ra đời. Từ góc nhìn và kinh nghiệm thực tế của doanh nghiệp, đơn vị thực hiện ý tưởng này là công ty Balance cho biết đây sẽ là cẩm nang giúp sinh viên, học sinh, người đi làm tiết kiệm thời gian, hiệu suất cao để có khả năng thăng tiến nhanh. Cuốn sách cũng phù hợp với phụ huynh nhà trường để hướng nghiệp cho con em mình. Đối với doanh nghiệp, cuốn sách Bạn là triệu phú, công cụ chọn nghề, hành nghề là nguồn tham khảo để đánh giá hiệu quả làm việc, thúc đẩy đội ngũ hoàn thành mục tiêu và phát triển nguồn lao động phù hợp với chiến lược, giảm chi phí cho quá trình đào tạo và phát triển đội ngũ.